Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhai một nắm lá này, sâu răng, đau bút răng lâu năm cũng khỏi tận gốc ngay tức khắc. Sâu răng là tình trạng rất phổ biến hiện nay. Sâu răng không chỉ có ở người lớn tuổi mà độ tuổi trẻ nhỏ cũng bị rất là nhiều. Sâu răng khiến người bệnh cảm thấy khó chịu và đau nhức. Việc ăn uống cũng trở nên rất khó khăn. Trong đông y có nhiều bài thuốc đặc trị sâu răng lâu năm rất hay, rất dễ làm mà hiệu quả lại rất cao. Đặc biệt bài thuốc dân gian này lại được làm từ những nguyên liệu có ngay trong vườn nhà bạn nên không hề tốn tiền đâu nhé. Video này kênh Phái Đẹp sẽ giới thiệu tới các bạn một phương pháp trị sâu răng, đau bút răng lâu năm bằng loại lá mọc đầy trong vườn nhà bạn. Các bạn cùng tham khảo nhé. Loại lá mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn trong phương pháp này chính là lá lốt. Đây chính là hình ảnh lá lốt. Những bạn nào ở khu vực nông thôn chắc chúng ta rất quen thuộc với loại lá này. Như vậy là nguyên liệu đầu tiên mà chúng ta cần trong phương pháp này đó chính là lá lốt. Với lá lốt đã mua về hoặc hái ở trong vườn thì các bạn hãy rửa sạch đi cho mình. Các bạn có thể thấy là lá lốt nó mọc sát gần đất và cái phần thân của nó thì có rất nhiều các cái khứa nên là thường hay có nhiều đất bám vào đây, bụi bẩn bám vào. Vậy nên để rửa sạch được thì tốt nhất là bạn nên ngâm lá với nước trong khoảng 3 đến 5 phút để cho bụi và đất bở ra. Như vậy thì khi chúng ta rửa mới có thể rửa sạch được. Và khi rửa lưu ý các bạn là chúng ta nên rửa sạch cái phần mặt đằng sau của lá. Các bạn nên rửa từng lá. Chúng ta có thể quan sát thấy là mặt sau của lá đấy có rất nhiều các cái rãnh dễ bám đầy đất và bụi ở đó. Nên các bạn phải làm sạch cái phần này đi. Đối với phần lá lốt của mình đây thì mình đã rửa sạch rồi. Nguyên liệu thứ hai của chúng ta là một ít muối trắng. Như vậy là trong phương pháp trị sâu răng tại nhà này, chúng ta chỉ cần hai nguyên liệu là lá lốt và muối trắng. Với hai nguyên liệu này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn hai cách để chúng ta trị dứt điểm tình trạng sâu răng và đau bút răng ngay tại nhà. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đắp trực tiếp lá lốt và muối lên chỗ sâu răng. Đối với phương pháp thứ nhất này thì chúng ta thực hiện như sau. Bạn hãy lấy cho mình một vài chiếc lá lốt. Ở cách 1 này chúng ta chỉ dùng mỗi mình phần lá thôi, phần thân lá chúng ta không dùng. Với lá này thì bạn đem cắt nhỏ ra hoặc thái nhỏ ra, sau đó bạn cho vào chiếc cối giã. Tiếp đó bạn cho thêm một thìa muối vào. Và bây giờ thì bạn hãy giã thật nhuyễn để cho lá lốt nát ra. Việc giã lá lốt cũng rất nhanh các bạn ạ. Chỉ trong khoảng 2-3 phút là chúng ta có thể giã được lá lốt nát ra luôn. Và đây chính là sản phẩm mà chúng ta cần. Lá lốt và muối đã hòa quyện vào nhau. Với hỗn hợp thu được thì bạn hãy vo tròn thành những viên nhỏ bằng khoảng đầu ngón tay. Sau đó bạn hãy ấn trực tiếp cái viên này vào chỗ sâu răng của bạn và bạn cắn thật chặt miệng lại để cố định hỗn hợp trong chỗ sâu. Khi cho lá lốt giã cùng muối vào chỗ sâu răng, bạn sẽ thấy cảm giác đau răng, ê bút răng thuyên giảm ngay tức khắc. Rất là dễ chịu luôn các bạn nhé. Mỗi một lần giã, bạn có thể để dùng cả ngày. Và mỗi ngày, bạn hãy thực hiện việc này trong khoảng 5-6 lần. Chỉ sau vài ngày áp dụng, tình trạng đau răng, ê bút răng của bạn sẽ dần khỏi hẳn luôn đấy nhé. Có thể nhiều bạn còn nghi ngờ về tính hiệu quả của phương pháp này. Tuy nhiên, bạn cứ thực hiện đi, bạn sẽ phải bất ngờ về hiệu quả của nó đấy. Cách thứ hai là chúng ta sẽ súc miệng với nước muối lá lốt. Với hai nguyên liệu giống như phương pháp 1 đó là lá lốt và muối. Ở cách 2 này chúng ta thực hiện như sau. Cách 1 chúng ta chỉ dùng mình phần lá lốt thì ở cách 2 này chúng ta dùng cả phần thân. Bạn đem thái nhỏ cả lá và thân ra.
Đây là phần lá lốt và thân mình đã thái nhỏ. Lúc này bạn cho vào cối xay sinh tố. Bạn đổ nước vào. Và chúng ta đem xay nhuyễn. Bạn xay thật nhuyễn đi. Đây chính là phần hỗn hợp của chúng ta. Với hỗn hợp này chúng ta chưa dùng luôn, mà bạn hãy đổ nó vào một chiếc xoong. Sau đó bạn cho thêm nước vào. Với khoảng 200g lá lốt thì bạn cho khoảng tầm 300ml nước. Sau đó bạn cho muối vào. Lượng muối cho vào thì bạn ước lượng làm sao để nước của chúng ta có vị hơi mặn là được, đừng mặn quá các bạn nhé. Sau đó bạn đem cái xoong hỗn hợp này đi đun sôi. Các bạn thấy không, hỗn hợp của chúng ta đang sôi. Khi nồi nước của chúng ta sôi thì bạn đậy vung lại và vặn nhỏ lửa để lưu diêu trong khoảng 5 đến 6 phút để cho các cái tinh chất có trong lá lốt tan hết ra nước. Sau đó thì bạn tắt bếp và để hỗn hợp của chúng ta nguội. Đây chính là xoong hỗn hợp của chúng ta khi đã nguội. Lúc này thì công việc cuối cùng của bạn là chúng ta sẽ lọc bỏ bã lá lốt đi. Bạn có thể lọc bỏ bã bằng chiếc dây lọc như mình, hoặc bạn có thể sử dụng một miếng khăn xô cũng được. Và đây chính là cái sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần. Với bát hỗn hợp này, các bạn hãy bỏ vào trong một lọ và bỏ vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần trong vài ngày nhé. Hàng ngày các bạn hãy ngậm với nước này khoảng 5 đến 6 lần. Mỗi lần ngậm các bạn nên ngậm trong miệng khoảng 1 đến 2 phút. Bạn ngậm được càng lâu thì càng tốt. Và mình xin lưu ý các bạn một chút là nước lá lốt chúng ta để trong tủ lạnh, nên trước khi ngậm các bạn hãy rót ra bát và để nước hết lạnh thì chúng ta mới ngậm nhé. Nước lá lốt này tuy đơn giản, dễ làm nhưng hiệu quả điều trị sâu răng của nó lại vô cùng tốt. Dù răng bạn có sâu, ê bút đến mấy, chỉ cần bạn kiên trì thực hiện vài ngày là tình trạng sâu răng, đau bút răng của bạn sẽ thuyên giảm nhanh chóng và dần dần sẽ khỏi hẳn luôn đấy nhé. Trên đây kênh Phái Đẹp vừa giới thiệu tới các bạn hai cách trị tận gốc sâu răng, ê bút răng ngay tại nhà. Hy vọng bài thuốc này sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn thành công và luôn sống khỏe, sống tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.